Hải quân của ba nước Mỹ, Nhật, Úc đang phối hợp và tập trận trên Biển Đông hôm thứ Hai, tức là hôm qua, ngày 19 tháng 10 để chống cái tham vọng bá quyền Trung Quốc, cũng như đây là một cái cảnh tỉnh đó, để cho Trung Quốc hiểu là chúng tôi cũng có mặt thường xuyên ở đây. Tin của Hạm đội 7 cũng như lực lượng hải quân phòng vệ của Nhật đưa tin là hải quân ba nước đang phối hợp trên Biển Đông, không nêu rõ khu vực, tuy nhiên gồm khu trục hạm USS John McCain của Mỹ, khu trục hạm Kirishima của Nhật và Arunta của Úc, đó là những cái hạm đội nổi tiếng của ba nước. Đây là lần thứ 5 hải quân ba nước đã phối hợp tập trận trên Biển Đông năm nay, và lúc đội tác chiến đặc nhiệm của mẫu hạm nguyên tử Ronald Reagan dẫn đầu đang hoạt động quanh quẩn ở khu vực này mấy ngày vừa qua. Xuyên qua các chuyện tập trận này, các thành phần tham dự để có cơ hội ba bên sẽ nhằm gia tăng khả năng tập thể với nhau, duy trì an ninh đường biển cũng như sẵn sàng có thể ứng phó với bất cứ tình huống bất thường nào. Đó là bản tin của Hạm đội 7 Hoa Kỳ viết như vậy. Và sự hợp tác giao tiếp chuyên nghiệp giữa các đối tác cũng như đồng minh là nền tảng ổn định cho khu vực, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho mọi quốc gia. Bản tin của Hạm đội 7 cũng dẫn lời đại tá Troy Duggan là hạm trưởng của cái hạm đội Hoa Kỳ đã phát biểu: hoạt động này là cơ hội rất giá trị và quan trọng cho ba nước. Phối hợp hoạt động với các đối tác là điều căn bản để có thể xây dựng cũng như duy trì khả năng tương tác, đóng góp cho sự cam kết chung để tạo một cái hòa bình ổn định, thịnh vượng chung cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Còn đại tá hải quân Nhật là ông Yokuta, thì là tư lệnh đội tàu đặc nhiệm số 8, đã dẫn lời là ông ta phát biểu là để có hòa bình ổn định trong khu vực, chúng ta cần nỗ lực duy trì phát triển một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, mở rộng. Sự liên kết sắt thép giữa các đối thủ như chúng ta đây, giữa các đối tác chúng ta sẽ tạo được cái nền tảng, dù là bây giờ cơn đại dịch COVID-19 vẫn còn. Tuy nhiên, lực lượng hải quân phòng vệ Nhật tiếp tục tăng cường các mối quan hệ với các quốc gia đồng minh. Tuần trước thì khu trục hạm John McCain cũng đã cùng với nhóm tàu Nhật Bản gồm có tàu trực thăng Kaga, khu trục hạm Ikayushi và tàu ngầm Soryu tập trận tại Biển Đông, sau khi ba chiến hạm này đã tập trận chống tàu ngầm tại khu vực từ ngày 9 tháng 10 và cũng ghé cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam để tiếp nhận nhiên liệu. Chúng ta hiểu là cuộc tập trận giữa ba cái bên này, tức là Mỹ, Nhật và Úc, đã diễn ra vừa lúc Thủ tướng Nhật là ông Yoshihide Suga đang dẫn đầu phái đoàn thăm chính phủ Việt Nam. Và giới phân tích thời sự thì coi như chuyến đi của ông có mục đích để gia tăng hợp tác giữa các nước sở tại đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh. Ông cũng phát biểu tại Đại học Việt Nhật ở Hà Nội là nước Nhật sẽ chống lại tất cả những mưu đồ gây mất an ninh ổn định trên Biển Đông và khu vực. Tuần trước người ta thấy là Bắc Kinh cũng hô hoán lên là thấy là có 60 máy bay trinh sát của Hoa Kỳ đã bay gần Trung Quốc trong tháng 9, với dấu hiệu là Mỹ có thể sửa soạn cho những sứ mạng từ xa trên Biển Đông, trong đó có 41 máy bay trên Biển Đông và 6 máy bay trên biển Hoa Đông, cũng như 13 máy bay đã được phát hiện trên biển Hoàng Hải. Thưa quý vị.